45% sát thương. Không xong rồi các bạn nha, một cái trận đấu mà chúng ta không trách bơi trước, và chú rồng bên kia đang liên tục sử dụng những đòn đánh vô cùng đau đớn lên chúng ta. Có lẽ nào chú rồng bên kia sẽ gọi là thêm một đòn nữa, chúng ta không hồi sinh. Không hồi sinh, Ritmer. Ritmer đã giết chết chúng ta các bạn nha. Đại hùng đã phải bay màu. Em nói. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City, và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Hiện tại thì chúng ta đang nhận phần thưởng kết thúc mùa Run Master Arena 3 các bạn ạ. Ok, và phần thưởng chúng ta sẽ gồm là 30 trái cây, 25 Orb Herit, 30 Orb Legend Joker và 220 Orb của một chú rồng VIP mì thích các bạn ạ. Đó, và còn lại thì sẽ là 300 viên đá nâng cấp của một môi trường random và 800 viên đá nâng cấp của một môi trường random lượng các bạn ạ. Mặc dù thì đề trên đây là hạng run 15 nhưng thực ra là không phải đâu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhận phần thưởng nha. Ok là phần thưởng kết thúc mùa run phải nói là rất là ngon, cho nên là chúng ta có thể là tranh thủ nha các bạn. Ok là đấy, trời ơi quá ngon các bạn ạ. Đó, tiếp tục nữa nè. Đấy, và đấy thì là đá để nâng cấp môi trường đấy. Rồi, ok, quay trở lại với gọi là sự kiện và nhiệm vụ, thì ngày hôm nay mình cũng có một cái thông báo rất là quan trọng muốn thông báo với mọi người về dịch vụ Run City nha các bạn. Nói chung là chúng ta cũng gọi là rất là muốn biết nơi để mà cung cấp những dịch vụ Run City chất lượng uy tín, và kể cả là việc chúng ta có những người cung cấp dịch vụ trong group thợ săn Run City phải không nào. Nhưng trước khi đến với thông báo quan trọng đấy thì chúng ta sẽ đến với mùa Run hiện tại. Mùa Run hiện tại là Run gì đây? Chúng ta đang mong chờ. Có lẽ nào đó chính là Run Master Arena Round 19 về Master Gió các bạn ạ. Wow, mình còn nhớ là mùa Master Gió hồi đó đấy, thì chúng ta đã sử dụng chú rồng Đại Hùng. Nói là một cái gì đấy mà gây sức ép rất là nhiều các bạn ạ. Và trong mùa gió này thì hẳn là chúng ta còn có sự hiện diện của chú rồng, đó là mắt đỏ bơ xếp xanh nữ. Thử xem nha các bạn. Đấy, bấm vào trong gọi là Arena. Wow, Arena gió, nhưng mà hiện tại thì đang có màu sắc rất là hồng tím của hệ bùa các bạn ạ. Rồi, let's go. Đấy, và let's go thì chúng ta bị trừ ngay cho mình là 11 điểm cúp các bạn ạ. Ok, nhưng mà không sao, chúng ta vẫn đang ở trên Master 1 là được rồi, không bị xuống đáy xã hội là ok các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xem thử là chúng ta có phần thưởng gì nha. Wow, chiếc rương thì nói chung là làm chiếc rương là giống như là chiếc rương đôi cánh gió các bạn ạ. Nhưng mà trong đây thì chúng ta vẫn sẽ làm mảnh. Oh no, trong đây thì hiện tại là đang xuất hiện, nói chung là vẫn phần sự kiện của sự kiện này sẽ là một cái mặt nạ và một cái coi, nhưng mà thiếu mất đi vị trí của một là huy hiệu Eternal rồi các bạn ạ. Mình không biết là chúng ta lên run hay là đợi một thời gian sau thì trong rương có xuất hiện lại huy hiệu không, nhưng mình mong là có các bạn ạ. Vì việc chúng ta đánh ở đây lấy thêm huy hiệu cũng là một điều gì đó rất là tuyệt vời, phải không các bạn? Vậy thì đội hình chúng ta sẽ gồm có những chú rồng như sau. Chắc chắn là đầu tiên phải có Đại Anh Hùng ư? Có Đại Anh Hùng các bạn ạ, và đó là Đại Anh Hùng. Đại Anh Hùng thì thường chúng ta để vị trí thứ ba các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ để, ui có Mắt Nai nè, có rồng Trường Xuân các bạn ạ. Và thành ra đúng như mình dự đoán thì chúng ta có Đại Anh Hùng và có Mắt Đỏ. Đó là hai chú rồng cực mạnh có hệ gió của mình các bạn ạ. Còn một vị trí gió còn lại thì chúng ta có là rồng Trường Xuân. Vì trong run hiện tại ở những mùa Master cao bắt buộc yêu cầu phải có gọi là hệ xuyên suốt của mùa run đó nha các bạn, như là hệ gió, thì chúng ta cũng không có chú rồng Redemption có hệ gió nha các bạn. Nên chắc đây là đội hình mạnh nhất của chúng ta có thể triển khai ở Master Arena gọi là một rồi các bạn nha. Đấy, nhưng chỉ cần sự hiện diện của Đại Anh Hùng cộng với Mắt Đỏ là đã đủ khuấy đảo cái gọi là địa bàn rồi các bạn nha. Cái đấu trường của chúng ta phải nói là vô cùng là khuấy đảo nha các bạn. Ok, thì mình sẽ tìm thêm một vài những cái thông tin về cái season này cho các bạn xem là mùa run này thì sẽ như thế nào. Còn phần thưởng thì ra sao? Oh, đây là bán những cái gói rồng các bạn ạ. À, có những gói rồng Eternal nữa. Đấy, thì hình như là chúng ta phải có một cái giống như là xếp hạng chứ nhỉ?
Wow, chú rồng plasma thứ hai đã xuất hiện rồi các bạn ạ. Đó là plasma nấm. Wow, chú rồng nấm các bạn. Và nói chung thì cái kỹ năng, cái nội tại thì chắc cũng sẽ giống như chú rồng đầu tiên thôi. Mà giống như là tất cả gọi là đều giống hết, trừ chú rồng trong bộ bóc thì chúng ta có kỹ năng gia đình nữa, với lại là cấp 10. Còn những rồng đó thì cấp 9 nha các bạn. Ok, chúng ta cũng có một cái gọi là bản gì đấy. Ui, đây là đăng nhập những Helric nha các bạn. Nói chung là giờ Helric cũng không còn gọi là bình thường nữa các bạn, cũng không còn nhiều gì đấy ghê gớm này các bạn. Chúng ta gọi là cành những rồng Helric nhíp và phải đầu tư lên thì mới ghê gớm các bạn ạ. Ok, và đây là bản thông báo của Master Gió nha các bạn. Thì Master này ở gọi là Master 1 sẽ là chúng ta kết hợp với hệ bùa nha các bạn, búp cho hệ gió và hệ bùa. Chú rồng nào vừa có hệ gió vừa hệ bùa là búp ghê lắm á. Và thứ hai sẽ là hệ gió cùng với hệ sấm sét các bạn nha. Sấm sét là hệ điện đấy. Rồi, và Master 3 thì sẽ kết hợp với hệ ngoài không gian, đó là hệ Happy các bạn nha. Thì hệ Happy kết hợp với hệ gió thì chắc cũng ít, nhưng mà nói chung chỉ cần có hệ gió và chúng ta không bị cấm hệ trong đó và liên quan đến chú rồng gánh tem của mình là ok các bạn nha. Xem ra mùa ranh chúng ta cũng phải gọi là đánh lên Master 3 thôi. Bởi vì phần thưởng khi mà lên Master 3 phải nói rất là ngon nha các bạn. Rất là ngon luôn. Đấy, nếu như thực sự mình gọi là được xếp hạng ở gọi là hạng 15 á, thì mình phải có thêm một ca đá phần thưởng ở đây. Nhưng mà đó thì không phải nha các bạn, chỉ nhìn như vậy thôi chứ không phải là như vậy đâu. Nhưng không sao, miễn sao chúng ta lên Master 3 kết thúc mùa là quá lời rồi các bạn ạ. Ok, xem chúng ta là có gì nào. Rồi, test thử là những cái trận đánh đầu tiên xem là nó là như thế nào nha các bạn. Wow, hạng của chúng ta ở thấp thế nhờ. Hạng chúng ta ở rất rất là thấp luôn các bạn ạ. Như là chúng ta đang ở hạng 19.124. Thế là trên thế giới có rất là nhiều tuyển thủ Run City luôn các bạn. Và rất là nhiều tuyển thủ Run City hiện tại gọi là đang nói chung là ở mùa xếp hạng ấy. Chứ còn những bạn mà chúng ta treo thì chắc là cũng bị hạ rank nhiều rồi. Thành ra là số người đang chơi Run City trên thế giới cũng rất là đông phải không các bạn. Ồ, đây là một những chiếc rương cho gọi là phần thưởng từ các arena, từ các khung khác nhau các bạn. Nhưng mà chúng ta không có sự xuất hiện của cái bóp, cái túi giống ngày xưa. Hơi buồn nha. Chắc là thử nghiệm, giờ là thử nghiệm thấy là không thành, cho nên là chúng ta lại biến mất luôn. Tại vì phần thưởng mà có cái túi đấy thì nhiều quá các bạn, mà cho túi vào mà cho ít phần thưởng thì cũng không có gọi là cho nhiều vào làm gì, nên thành ra chúng ta biến mất luôn. Trời ơi buồn quá. Rồi không sao, ta sẽ đi tìm đối thủ mạnh tí xíu nha. Như là hiện tại đối thủ chúng ta chưa có cập nhật mạnh như vậy. Vậy không lẽ chúng ta gọi là sẽ là ui bá phương các bạn nha. Ok, thì mình sẽ cho các bạn xem cái combo của chú rồng mắt đỏ trước. Thì thôi, còn tiếp mình sẽ cho một cú đấm chí mạng trước 217k. Và đây là một chú rồng có 76k máu. Mình cũng đấm một cách nhẹ nhàng thôi. Ôi, như ở đây mình nhẹ nhàng hết được các bạn ạ. Vì những chú rồng này không vượt quá một cái cú đấm của mình các bạn ạ. Chưa kể là đến cú đấm thân sâu. Yeah, 217k. Đấy, ghê chưa. Mạnh hơn một đòn đánh chí mạng luôn đấy các bạn ạ. Và đây sẽ là điểm số dành cho mình để mình được một cái vật phẩm skin. Không có các bạn nha. Trời ơi, cũng được là bình nè, nhưng mà sao bình ít vậy ta. Mình là đang cần là bình Helric nè, bình Legend mới ngon các bạn ạ. Bình ở đâu ta, kéo xuống xem có bình không. Ồ không, sao là trong đây không có bình gỡ Legend và bình Helric các bạn. Nếu mình chỉ cần bình Legend là chính thôi. Rồi hẹn, thì ra hẹn gì như vậy. Ôi xời ơi, thôi không sao. Nhờ tìm tuyển thủ gọi là gặp bạn Vân các bạn nè. Trời ơi, Vân tội tình gì phải đặt tên như vậy. Ok, bỏ qua cho gọi là bạn Vân đi các bạn nè. Vậy là bạn Hà Vũ. Ok, Hà Vũ thì cũng có cho mình là hai chú rồng có tiềm lực cực kỳ mạnh, nhưng mà khá là đáng tiếc vì bạn ấy chưa nâng lên. Còn đây là Nata Băng Nữ, bạn ấy là một gọi là fan liên quân giỏi. Ta bằng ngữ phải không? Phải không? Mình sẽ sử dụng gọi là Dine Hồng đánh với Nata bằng. Ôi, một cái chiêu hai choáng, chiêu một linh hồn rồi chiêu cuối vòi xịt các bạn ạ. Đây không sao, chúng ta chỉ cần một cú đấm thôi. Ok, chỉ một đấm nha các bạn. Và đó sẽ là cú đấm chí mạng đi. Ta-da. Nếu mà ôi, hỏa đế.
Bạn ấy là không chỉ gọi là sành về Liên Quân mà còn gọi là sành về hoạt hình Trung Quốc rồi ta. Ui, giống mình. Ok, và đó sẽ là một cú đấm lửa. Chỉ vậy thôi các bạn. Và đây là chưa đặt tên gì. Trời ơi, đang muốn xem bạn ấy có đặt tên gọi là anime hay gì đó không. Nhưng mà rất tiếc mình Asaturn rồi nha. Giờ là chúng ta cho Đan Hùng ra đi. Nên khi ao nhây được thì Đan Hùng ao nhây lại các bạn nha. Ao nhây, ui, không ao nhây được. Nói chung là Đan Hùng cũng không phải dạng vừa đâu. Rồi, và trận đấu tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm một đối thủ nào khó chứ nhỉ. Sao mà mới vào, sao mà đơn giản thế. Không lẽ là để phải mình phải skip game đánh lên một cái mức rank nào đó để cho mình là gặp đối thủ khó khó một chút các bạn. Để lâu rồi chưa lên rank cao cao phải không? Mình thì thấy rank mình hơi bị thấp đấy. Ok, mình sẽ đánh full lượt xong rồi mình sẽ tái tạo lại lượt xem có gặp được đối thủ khó không nha. Chứ nãy giờ là mình thấy là hơi gặp bình thường rồi đó. Ok, chú rồng này 224k. Một đấm sang ngang và ngang thu vĩnh biệt 231k. Đó đích thị là cú đấm của mình man rồi các bạn ạ. Còn riêng chú rồng này thì chúng ta sử dụng đi anh hùng hai phát nha. Một phát là đòn hệ gió nè, bên kia đỡ trời ơi không mất máu các bạn ạ. Chứ không là một phát này chú rồng bên kia cũng đi luôn rồi. Và đây là một đòn hệ gió, nhưng mà hệ gió này sẽ gặp phải một đòn đánh chí mạng, tuy nhiên không có được bút sát thương lên đó, cho nên là thêm một đòn nữa nha. Đấy, đơn giản nhanh chóng luôn các bạn ạ. Và thế là điểm số ta cứ tăng thôi. Đấy, mình đang đi tìm đối thủ mạnh chứ không phải là không có đâu nha các bạn. Đó, tìm đối thủ mạnh chứ không phải không tìm đâu. Đây rồi, cuối cùng cũng có gọi là một anh chàng có gọi là chu rồng. Ồ, đùa bơi sắp sành các bạn ạ. Ui, được đấy, được của nó các bạn ạ. Rồi, mình xin phép là đánh vỏ nhỏ một cái nè. Trời ơi, sao mà mình đánh rất là yếu vậy. Chắc là giật có hai cái các bạn ạ. Thôi, giờ qua bên cho Đan Hùng xử lý các bạn. Đan Hùng nè, nó thôi rồi đánh chi bạn đâu chưa. Ủa, chú rồng bên kia gọi là bị mất nhiều máu quá nên là đánh đam cũng không to được. Thôi rồi, chia buồn nha bé. Rồi, và đây là một chú rồng khác có 387k máu. Đến lúc là chú rồng mắt đỏ thể hiện rồi. Yêu kia hồi chưa? Chưa hồi á. Người ta gọi là chơi một đòn đánh lửa trước nè, hỏa diễm sơn. Quá ghê các bạn nha, một đòn đánh hỏa diễm quá ghê, quá đau luôn á. Bây giờ sẽ là một đòn Assassin chiếc rồng này không phải nghi ngờ rồi, đánh hai lượt liên tiếp. Nhưng mà không có làm gì được nhiều đâu các bạn ạ. Và với sự kết hợp giữa đòn đánh Assassin và một đòn đánh bình thường thì chú rồng bên kia phải đi thôi các bạn ạ. Không còn nghi ngờ gì khác. Còn nữa không? Bạn này thì chú rồng kia mới có level 60 à. Đây thì sao? Bạn này thì chưa có rồng mạnh luôn. Đây thì sao? Ồ, không ngờ là ván này gọi là trong đợt này chúng ta sẽ gặp lại đối thủ truyền kiếp chính là hai Assassin's Mir. May mà chúng ta không có là bị ảnh hưởng bởi skin bên kia các bạn ạ. Thế thì hai Assassin's Mir 200 bao nhiêu? 281k máu phải không? Phải không? Được, một đòn combo của chúng ta hạ xuống rồi. One hit một lượt các bạn nha, một lượt. Chúng ta là một lượt và xử gọn chú rồng đấy. Và những chú rồng phía sau thì cũng chỉ là one hit thôi các bạn ạ. Còn chú rồng này thì nếu như có chiêu lửa thì được, chứ mà không có chiêu lửa thì chắc là phải hai đánh các bạn ạ. Thôi, mình sẽ xài Đan Hùng đi. Đan Hùng phát huy sức mạnh lợi hại, trưởng nè, đỡ không? Không đỡ nhưng mà cũng không sao hết, vì đòn đánh cũng nhẹ nhàng tình cảm các bạn ạ. Quật. Chẳng sao mới đó mà đánh xong rồi là trận nhanh quá vậy. Trời ơi, dân độc hình ta gọi là quá ao rồi. Quá ao rồi các bạn ạ. Giờ phải lên rank cao thôi, mà gặp những bạn lên trước thôi. Đấy, mình sẽ để dành lại game để mình skip nha. Skip thêm lần nữa xem có gọi là gì khác biệt đang diễn ra không. Lâu rồi chưa đánh lên rank cao, nhưng mà hiện tại á mình đánh cũng khuya cùng trễ nên là đa phần nhiều bạn lên rank cao hết rồi. Đấy, nên là mình muốn vào trong top thì cũng khó. Nên là đánh sương sương được nhiều hay nhiều nha các bạn. Đấy, đó, một trưởng nữa nè. Trưởng đấu chưa? Trời ơi, sấm sét có là bao. Sấm sét có bằng đòn này không? Quá ghê gớm các bạn nha. Đan Hùng đã vượt qua mọi định kiến để sức mạnh sẽ kết hợp giữa gọi là mắt đỏ cộng với Đan Hùng. Đó. Ok, mình sẽ làm đầy nha. Làm đầy. Ok. Đấy, và chúng ta sẽ gọi là ôi,
Trời ơi, cái trận đấu kinh điển các bạn nghe, sự xuất hiện của hai Master Kama cộng với lại hai Redemption Noi và Aladdin Cây Đèn Thần đã trở thành một cái tiêu điểm để mà chúng ta chinh phục với lượng cúp bằng với chúng ta luôn. Một là ăn, hai là thua. Đó, rất là nói chung là đặc biệt luôn nha các bạn. Đấy thì mình sẽ để dành cái trận đấu này sau khi chúng ta đã gọi là điểm qua thông báo quan trọng trong gọi là trên group về dịch tì nha các bạn. Okay. Thì mình cũng mong các bạn sẽ chú ý về thông báo này nha. Đấy, chúng ta đi thôi. Ok, và đến với lại thông báo lần này thì chúng ta sẽ đến với group thợ săn Run City quân Toriko và chúc mừng cho group đã đạt được trên 30k thành viên rồi các bạn ạ. Rất là vui mừng phải không nào? Đó, và bài viết đầu tiên mà mình cũng mới đăng khoảng thời gian trước, cái bên là một bài SEO cực mạnh của bạn Tống Ngọc Luận nha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại thông báo của bài viết, đó là một thông báo quan trọng về dịch vụ Run City. Xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả mọi người một ngày may mắn và tốt lành. Chúng ta đang có một số vấn đề quan trọng cần phải thông báo đến mọi người như sau. Về giải đấu giao lưu AOV do bạn An Nguyễn tổ chức đã chính thức bị hủy vì lý do không đủ cờ lan tham gia. Mình rất lấy làm tiếc và chia buồn với nhóm của bạn An và tất cả mọi người. Ok, vấn đề đầu tiên thì là ở giải AOV giao lưu mà đợt trước mình có làm video đó các bạn, thì chúng ta gặp vấn đề là không đủ thành viên đội tham gia trong gọi là giải nha các bạn. Chứ vậy nên khá đáng tiếc nhưng mà giải của chúng ta đã chính thức bị hủy nha các bạn. Ok, và vấn đề tiếp theo là sẽ về dịch vụ Run City, vấn đề mà được rất là nhiều bạn đang quan tâm nha các bạn. Dịch vụ Run City. Đấy. Ok, thứ nhất là thông báo về việc bạn An Nguyễn đã từ chức làm kiểm dịch viên trong group thợ săn Run City vì phần lý do cá nhân và lý do nội bộ nha các bạn. Điều này có nghĩa là bạn An sẽ trở thành một thành viên bình thường như bao thành viên khác và mất đi các quyền hạn của một kiểm dịch viên, kể cả là việc làm giao dịch trung gian và bán các gói trong game, mua bán mảnh cũng cần giao dịch trung gian nếu như các bạn yêu cầu nè. Ngoài ra thì sẽ nằm dưới quy chế quản lý của nhóm về các điều khoản và dịch vụ. Tuy vậy thì bạn An vẫn là một thành viên ưu tú và có nhiều đóng góp cho nhóm. Thay mặt group, mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn An khoảng thời gian cống hiến vừa qua nha các bạn. Ok, về phần thông báo đầu tiên thì mình rất lấy làm tiếc khi mà phải thông báo rằng bạn An Nguyễn đã không còn là một kiểm dịch viên trong group rồi nha các bạn. Điều này cũng có nghĩa là bạn ấy sẽ bị mất đi những quyền hạn và kể cả là bên việc là dịch vụ cung cấp mà bạn ấy trước giờ vẫn làm thì sẽ bị hạn chế lại nha các bạn. Tiêu biểu như chúng ta không thể là giao dịch những cái gói gọi là nạp trong game này, vì đối với lại những thành viên bình thường trong group của mình thì không được phép là nạp các gói trong game nhé các bạn, và cũng không được phép là người giao dịch trung gian luôn. Đấy, còn mua bán mảnh thì vẫn được, nhưng mà chúng ta là tốt nhất nên cần phải có người giao dịch trung gian nhé các bạn, kể cả mua bán nick cũng như vậy luôn nha các bạn. Ok, rồi thì mặc dù là như vậy thì mình cũng rất là cảm ơn bạn An vì khoảng thời gian cống hiến vừa qua, và bạn An vẫn là một thành viên ưu tú của group nha các bạn. Ok, và về cái thông báo thứ hai ở đây là chính thức xác nhận lại quyền quản lý về giao dịch dịch vụ cao cấp nhất trong group thợ săn Run City là của bạn Tống Ngọc Luận, được toàn quyền cung cấp tất cả dịch vụ Run City uy tín chất lượng cao về các gói nạp bát, giao dịch trung gian, mua bán mảnh nick và quyết định kiểm soát tất cả những người làm dịch vụ khác theo quy định nha các bạn. Điều này có nghĩa là mình đã trao chức quản lý về việc là giao dịch cao nhất cho bạn Tống Ngọc Luận. Trời ơi, chưa? Nghe chưa? Bạn ấy có thể là xem xét các trường hợp cung cấp các dịch vụ và những người mà làm dịch vụ khác thì sẽ được dưới sự quản lý của bạn Tống Ngọc Luận, giống như là những bạn nào chúng ta bình thường không có quyền là được giao dịch trung gian, không có quyền là mua bán nick, thì bạn Luận thấy như vậy có thể bạn ấy sẽ nhắc nhở, có thể là bạn ấy đình chỉ, hoặc nặng nhất có thể là xóa khỏi group và cấm tương tác luôn nha các bạn. Thì đây đều là thuộc quyền của bạn Tống Ngọc Luận, kể cả là những bạn kiểm duyệt viên khác thì bạn Luận cũng có quyền là quản lý luôn nha các bạn. Ok. Ngoài ra, group vẫn còn một số kiểm duyệt viên khác cung cấp dịch vụ như bạn Đạt Đặng, chính là bạn Đạt mà hay lên video của chúng ta đấy các bạn nha. Vì nạp bát các gói trong game, mua bán mạnh, giao dịch trung gian, hoặc là bạn Phúc Lâm, chính là ông Mr. Weeboo đấy các bạn. Ngoài ra, ông Mr. Weeboo còn là tổ trưởng tổ phòng chống scam. Mọi vấn đề về scam, chính là mọi vấn đề về lừa đảo đấy các bạn, thì sẽ liên hệ với ông Mr. Weeboo Phúc Lâm hoặc là bạn Luận.
Còn ông Phúc Lâm thì cũng gọi là cung cấp dịch vụ về mua bán mảnh và giao dịch trung gian nha các bạn. Cuối cùng là dòng BS của tác giả nha các bạn. Các dịch vụ Ron City đã hoạt động từ rất lâu, luôn đảm bảo uy tín chất lượng nên mình mong các bạn sẽ ủng hộ cho những bạn làm dịch vụ uy tín chất lượng trong group thợ săn Ron City quân Torico của mình nha các bạn. Còn về phần mình thì hiện tại là mình không có làm dịch vụ trong Ron City nha mọi người. Nếu như các bạn có hỏi thì mình sẽ gọi là giới thiệu mọi người đến với dịch vụ của những bạn trong group của mình. Đấy, và mong các bạn sẽ chú ý thông báo này. Cảm ơn và xin lỗi nếu như mình có làm phiền đến mọi người. Ok, đây là thông báo đã hủy mùa 3 giải đấu giao lưu AOV nha các bạn. Đấy, rất là đáng tiếc. Còn đây là bạn An Nguyễn. Nói chung là cũng chia buồn về bạn ấy vì đã không thể tổ chức được giải đấu AOV giao lưu mùa 3. Và cũng cảm ơn bạn ấy vì khoảng thời gian qua đã đóng góp rất là nhiều cho group thợ săn Ron City. Và dù sao thì bạn ấy vẫn là một thành viên ưu tú trong group nha các bạn. Còn đây là bạn Tống Ngọc Luận, chuyên gia cung cấp dịch vụ Ron City. Đấy, uy tín chất lượng cao nha. Cũng là người sẽ gọi là nắm quyền cao cấp nhất về các mảng dịch vụ trong group của mình luôn nha các bạn. Rồi, và đây thì sale cực mạnh những gói có giá trị lớn đến tới hết ngày mai. Trời ơi, có sale nữa các bạn, quá là ghê gớm. Đấy, thì nói chung là giá ở đây sẽ là rẻ hơn so với lại trong game. Và nếu như có gọi là sale nữa thì chắc là sẽ rẻ hơn nhiều nữa các bạn nha. Và cũng gọi là uy tín chất lượng đảm bảo. Đó, ở đây thì là bạn Đạt Đẳng nha. Cũng là một người gọi là cung cấp dịch vụ trong Ron City. Đấy, uy tín chất lượng luôn nha các bạn. Đây thì là những đơn từ nhờ nha anh em. Trời ơi, Divine Bass và Elite Bass nha các bạn. Đấy, thế cho bạn Đạt thì chuyên là nạp bass đấy các bạn nha. Ở đây là bạn Phúc Lâm. Nói chung là ông Mr. Weeboo đó thì ổng còn là tổ trưởng tổ phòng chống sợ cam này các bạn. Ổng thì gọi là chuyên làm giao dịch trung gian rất là nhiều luôn. Và nói chung là phát hiện sợ cam, ngăn chặn sợ cam. Và đôi khi thì ổng còn gọi là mua bán mít nữa các bạn. Chứ mà giao dịch trung gian thì cũng có thể là giao dịch trung gian về nhiều mảng. Đấy. Rồi, và đây là một bài mà ông Phúc Lâm đã lên về việc là hãy nhớ là trong group chúng ta gọi là chỉ có gọi là những bạn làm kiểm duyệt viên thì mới có quyền được phép làm giao dịch trung gian thôi. Đấy, những thành viên bình thường chúng ta là không giao dịch trung gian và không bán những gói trong game nha. Và nhiều lưu ý khác thì cũng mong là các bạn sẽ chú ý. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại Ross City để mà đến với là những trận đấu vô cùng là gây cứng ở nghề thở nha các bạn. Rồi thì mình sẽ vào trong gọi là combat trước để xem trong đây có quét gì không. Và nói chung là chú rồng mới đến thì gọi là quét đánh của chúng ta cũng trở lại rồi nè các bạn ạ. Ok, thì mình sẽ gọi là đánh cái quét này trước. Thì mình đang luyện cho chú rồng nào đây? Chú rồng mình đang luyện thì đó là chú rồng Trường Xuân. Những chú rồng Trường Xuân cũng là được ở trong gọi là mùa rách này. Có khi nào là mình đánh cho hai chú rồng kia rồi sẵn tiện mình cày luyện rank cho rồng Trường Xuân không nhỉ? Nói chung là khả năng chú rồng Trường Xuân vẫn sẽ ở level 55 thôi các bạn ạ. Nhưng mà nói chung level 55 mà năm sau thì cũng là mạnh rồi. Có thể là tương tác nhiều đấy. Ok, nếu được thì mình cũng sẽ là cố gắng luyện rank cho rồng này luôn nha. Ok, và đánh vào trong đây luôn nè. Đấy, thì luyện rank xong tốt. Hình như là mình cũng đang luyện rank cho chú rồng siêu hiếm thì phải. Ok, nếu rồng siêu hiếm này để trong kia. Lát là đổi cho chú rồng siêu hiếm sau nha các bạn. Trời ơi, rồng Trường Xuân đang có những pha giao tranh rất là gây cấn đến từ vị trí của việc chúng ta bùng nổ những cái chiêu thức, những cái hệ của chúng ta đang gọi là đâm sâu vào đối thủ phải không các bạn? Đó, lấy vật phẩm này thì mở ra nè. Chắc là cũng sẽ có một cái giống như là sự kiện ở trong đây phải không nào? Ok, đúng rồi các bạn nè, chính là thu thập cái này thì 15 cái sẽ được 60 góc của chú rồng này, 30 cái sẽ được 100 mảnh chú rồng này, và nếu có gọi là cái dần dàng này thì sẽ là 120 mảnh nha các bạn. Các bạn có thể là canh giờ để mà tham gia, đôi khi chúng ta cũng có cơ hội để mà sở hữu chú rồng này. Còn việc là lấy mảnh sau đó là sẽ summon lên phải không các bạn. Đấy, nhưng mà nói chung là mình cũng không có để nhiều lắm đến dòng plasma các bạn ạ. Còn bây giờ chúng ta gọi là cách ý đó là chiến đấu thôi nào. Những trận đấu đỉnh cao trong Master, liệu trận đấu này sẽ đi về đâu khi mà chúng ta hai tuyển thủ sẽ không có bút tháp luôn nha các bạn. Mình sẽ giao tranh với chú rồng bên kia với tư cách là hai chú rồng Legend dường như là mạnh nhất ở gọi là mùa run, nói chung là gió hiện tại. Và hai chú rồng bên kia thực ra là mạnh, có thể kể đến là chú rồng Gray trong đây, Gray Kama búp hai hệ thì chắc là mạnh nhất trong gọi là mùa run Master 1 rồi. Ok, không sao, hai chú rồng ta tiêu biểu sẽ đối đầu với hai chú rồng bên kia. Một cái trận đánh phải nói là nhìn vừa nhìn qua là không cân sức các bạn ạ. Ai sẽ là người chiến thắng cái gì đây? What?
What? Thôi xong rồi, chúng ta lại mắc thêm một sai lầm, đó là không khám bờ các bạn ạ. Oh no, bên kia có gọi là có luôn, đó là bờ phá hủy cái bờ hồi sinh của mình các bạn ạ, Ripper. Và bờ của mình cũng chỉ có 3 thôi, có nghĩa là nếu như mình bị một trong hai con rồng kia hạ sát thì chắc chắn chúng ta phải bay màu, không thể hồi sinh, không thể hồi sinh các bạn ạ. Trời ơi, căng quá là căng thẳng luôn. Thì mình sẽ để cho gọi là chú rồng đang hùng ra trước, tại vì lát nữa chú rồng này thế nào cũng sẽ đánh chí mạng ra đau lắm đó. Đấy, cố lên, đang hùng đang solo kill với chú rồng kia. No, sao chú rồng kia đánh đau quá vậy? 45% sát thương, trời ơi, 45% sát thương. Không xong rồi các bạn nha, một cái trận đấu mà chúng ta không trách bơi trước, và chú rồng bên kia đang liên tục sử dụng những đòn đánh vô cùng đau đớn lên chúng ta. Có lẽ nào chú rồng bên kia sẽ gọi là thêm một đòn nữa, chúng ta không hồi sinh. Không hồi sinh, Ripper. Ripper đã giết chết chúng ta các bạn nha. Đại hùng đã phải bay màu. No. Không xong rồi, cho dù chúng ta bút tháp cũng chưa chắc có thể là lấy được phần trăm tiền để thắng. Vậy mà chúng ta lại không bút tháp mà đánh bên kia một cách dữ dội luôn các bạn nha. Nhưng không sao, cố lên, mắt đỏ. Pha này nếu như chúng ta có thể là block cho chú rồng bên kia bay màu thì có khả năng chúng ta vẫn còn lực kèo được nha. Lực kèo đi. Có lực kèo không? No, không lực kèo được sao? No, chúng ta đang gọi là gặp một tình huống vô cùng là nguy hiểm khi mà bên kia có thể là đánh trả lại chúng ta bất kỳ lúc nào. Ồ, nhưng mà bên kia không có cơ hội sinh các bạn nhé. Vẫn còn cơ hội. Và dường như bên kia không có xài cái tuyệt kỹ gọi là tuyệt kỹ đánh, nói chung là đánh của mình thì các bạn. Mình sẽ tiên hạ thủ di cương. Tiên hạ thủ di cương, một đòn đánh lửa lấy đi một nửa lượng máu. Cái gì vậy? Chúng ta bị khắc chế, không, chuyện này không phải sự thật, chúng ta bị khắc chế rồi, bên kia còn hồi sinh nữa. Quá là ghê gớm các bạn ạ. Nên chúng ta phải, oh no, rồng trường xuân không đủ sát thương để mà làm điều đó. Chúng ta chỉ còn lại một tên nữa để mà hồi xong skill, nhưng mà chú rồng bên kia có thể là hồi sinh và đánh chúng ta. Như thế là chúng ta nói chung là bay màu rồi, thua rồi các bạn ạ. Ông vẫn còn cơ hội. Cơ hội cuối cùng các bạn nhập. Lần này chúng ta đang thở rất là oxy nha các bạn. Đó là nếu như chúng ta có thể một đòn đánh giật xấu phát và khiến chú rồng kêu bay màu thì chúng ta có thể là tiên hạ thủ di cường, và chú rồng này sẽ bị giải quyết bị trong một nút nhạc. Nhưng mà chúng ta cũng bị chú rồng kia khắc chế luôn á. Nhưng mà còn bớ hồi sinh. Chính là vậy, cơ hội cuối cùng, liệu thành bại sai lầm có là trong cái cơ hội này chứ các bạn. Một đòn đánh quyết định liệu chúng ta có bị sai lầm thua không. Đó là đòn đánh này. Và oh no, chúng ta đã không làm được điều đó các bạn à. Tại sao hai lần đều như nhau các bạn. May mắn đã không mỉm cười kể cả đến với chú rồng đai hùng thì không block được phát nào. Tuy nhiên chú rồng mới kêu không block, nhưng mà chúng ta hai lần sử dụng sơ kiếu hệ gió không mang lại kết quả cao. Và thế là hết các bạn ạ. Đánh bình thường nè, bên kia hồi sinh và hồi sinh cho cả chú rồng này luôn. Trời ơi, cho dù chúng ta có đánh được thì cũng thua các bạn ạ. Cho dù có bút tháp cũng không thể nào thắng nổi. Quá là ghê gớm. Trời ơi, mình đã gặp phải một cái trận đấu mà nó quá là căng thẳng các bạn ạ. Quá ghê gớm. Trời ơi, trận đấu gì mà ghê quá vậy. Giờ là mình gọi là tỉnh thiệt rồi các bạn. Chúng ta đã quá đắc chí, và thậm chí bây giờ đội hình của mình có hồi sinh lại hết cũng không thể gọi là, nói chung là đội hình này nhìn quá mạnh các bạn. Trời ơi, như vậy là chúng ta đã học được một bài học rồi các bạn. Tự nhiên không mới vô đánh được cái lượt đầu tưởng ngon, thành ra chúng ta kiêu ngạo các bạn. Chúng ta đã quá gọi là chủ quan, và như thế là đã phải nhận một cái kết rất ê chề. Cho dù đánh gọi là thắng đội hình vừa nãy, mà nói chung là cho dù skip qua đi cũng không đánh thắng được đội hình này. Rồi mình skip tiếp. Giờ mình chỉ mong là mình đánh được hết những cái lượt chúng ta không bị phí thôi. Trời ơi, đây là ta đã gọi là nói chung là gặp phải rồi các bạn ạ. Chúng ta đã gặp phải sai lầm rồi. Đấy là do chúng ta đã quá tự cao tự đại, quá gọi là kiêu ngạo tự phụ rồi các bạn ạ. Đấy, thành ra là mình cứ tưởng là với hai chú rồng đấy chúng ta đã là bá đạo cường hào rồi, ai ngờ giờ toàn những chú rồng Helix như là hai Master Kama rồi, ui sợ đây đánh không lại luôn các bạn. Hai Master Kama rồi, cả là hai Redemption Noi rồi, có hai Submir Ascend, Ascend Submir nữa. Thế đánh lại kiểu gì? Trời ơi. Rồi bút tháp lên cũng chưa chắc đánh lại các bạn ạ. Đầu vô cùng đầu luôn á. Đó sẽ là một cái cú sốc, nói chung là cú sốc đầu mùa nha các bạn.
gặp đánh arena mà tôi gặp sai lầm cú sốc đầu mùa. Trời ơi, giờ mình nói chung là ráng là qua thôi, chứ đi gọi là cứ ngông ngông thế này là thế nào cũng gọi là ăn trái đắng các bạn ạ. Thôi rồi, xong trận này có đánh lại không? Mắt nai không làm chúng ta thất vọng, mắt nai. Và mong là chú rồng đan hồng bên kia là không có crossman, thì cam bên kia không có block mình. Đừng block nhanh trai, anh trai. Ui giời, thì một phát nữa là ấm rồi. Chắc là được. Hey, ui yeah, chúng ta vẫn là gỡ gạt được một xíu xíu này các bạn. Mình đã bỏ 24 game ra mà chẳng lẽ mình đánh xong full một trận thì không đánh nữa. Đấy không được, mình phải đi tìm đối thủ thôi. Ừ, nhưng mà đối thủ này khó quá. Chỉ duy nhất một chú rồng sinh phu thôi, cân 3 các bạn, cân 3 luôn á. Không được. Trời ơi, giờ lại chẳng lẽ mình là mất đi 4 lượt phía sau ta. Chắc vậy rồi á. Ồ, thật là may quá. Giờ là mình mới thấy gọi là cảm giác rất là vui vẻ, cảm giác rất là mừng khi mà gặp những bạn chúng ta để đội hình thế này. Sorry những bạn đầu video nhó. Sorry nhó. Trời ơi, giờ chúng ta gọi là phải cảm ơn những bạn ấy như này để chúng ta gọi là không bị phí lượt các bạn nha. Để lấy gọi là rương nữa chứ, rương vật phẩm sự kiện cái kiểu đó. Giờ này cái rương này mở ra là mặt nạ hay là mở ra còi nè, chứ không lẽ là để đen đến thế. Đó, mở ra còi rồi nha. Đó, trời ơi, chú rồng này nên đánh không nhỉ, nên đánh không ta. Mình chưa muốn một chú rồng heo rít 4 sao búp hai hệ thôi, đánh kiểu gì. Đánh vào sai nữa các bạn, sai là càng sai. Chắc là mình sẽ phải dừng lại tại đây thôi. Đúng rồi, trời ơi, Arsene kết hợp với Rui đem sinh noi. Không thể gọi là suy nghĩ bình thường mà địch lại được các bạn ạ. À, đây đánh lại người ta. Chú rồng kia hệ gió đầu tiên, hệ gió thì bị khắc chế vậy. Ồ, có thể thử nha. Thua cũng được, vì dù sao chúng ta đã ăn trái đắng rồi các bạn ạ. À, cú sốc đầu mùa. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? What? Lại nữa hả? Trời ơi, món trâu gì mạnh vậy? Ôi ơi, may quá, mình có gọi là đánh chí mạng. Ê he he. Ok, bên kia còn có hồi sinh nữa. Thôi tha cho mình đi. Còn hai chú rồng phía sau cũng là Helric luôn á. Oh no, ta đánh thắng kiểu gì? Trời ơi, Hắc Vương Assassin No Survivor. Trời ơi, như muối bỏ biển. Rồi đó, tới công chuyện luôn. Đấy, ta tiếp tục là thôi rồi đó, biết rồi, biết cái trận này đánh chỉ hy vọng là thắng cũng được, thua cũng được, nhưng mà hy vọng thắng là không có nhiều các bạn nhé. Cho dù chúng ta gọi là có đạt max may mắn thì kiểu mà đội hình bên kia sức mạnh quá tuyệt đối. Đấy, ok, tại vì nếu mà max may mắn thì chỉ thực hiện với những pha mà có gọi là đặc biệt á, là có Kama ta block liên tục 6-7 phát thì may ra ván này mới thắng nổi các bạn. Hoặc là chú rồng, mấy chú rồng kia đánh mình mà vì lý do gì đấy mà chúng ta gọi là không sao hết. Nhưng mà đây thì có may mắn thì bên kia phải sức mạnh tuyệt đối nha. Nên là có khi nào mình tìm lại tiếp tục ra đối thủ gọi là yếu mềm không nhỉ? Thì không có đâu. Ok, rank bao nhiêu vậy? Mới gọi là này mà chúng ta gọi là muốn lên trong top gì? Mới gọi là chưa vào qua top 1000 đã bị giả cực kỳ đau rồi các bạn ạ. Ok, này chúng ta gọi là có một bài học luôn. Đó, giờ thì mình sẽ gọi là thu con nha, xem là nhiệm vụ là gì đây. Trước tiên mình sẽ làm nhiệm vụ, bởi vì sự kiện á, thì mình có gọi là tham gia và mình muốn lấy thêm vật phẩm để mà lấy thêm được op nha các bạn. Đây op đấy, quay còn á. Rồi, đấy là gì đây? Đây thì chắc là thu trái cây nhỉ? Đúng rồi, thu trái cây và đặt 4 quả trứng ra. 4 quả trứng, biết mình có không nhỉ? Rồi, ok, nice. Và đây, đây thì mình đang có một nè. Ôi, mình thiếu một chỗ rồi. Được không? Chắc là được. Ok, được một chỗ nè. Chắc là chúng ta chỉ cần hai chỗ nữa thôi. Còn lại thì skip được. Ok, vậy thì chắc là mình sẽ xem quảng cáo hai cái quả trứng này. Và sau đó sẽ ba cái cũng được nè. Ba cái là chắc là được rồi đấy. Rồi, và có lẽ video của mình đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.